có tuổi đời lên tới 20 năm, nhưng Lexus ES vẫn chưa nhận được sự yêu thích rộng rãi trong phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ. ES luôn có doanh số thấp hơn các đối thủ là BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class và Audi A4. Vì vậy, Lexus đã nâng cấp đáng kể cho phiên bản mới, hy vọng ES 2021 sẽ mang lại thay đổi lớn trong doanh số của ES. Sở hữu kiểu dáng mới mẻ, các tính năng cao cấp hơn cả trong lẫn ngoài và hệ thống treo được cho là thể thao hơn, Lexus đặt tất cả niềm tin vào ES mới. Chắc chắn Lexus ES 2021 sẽ trở thành chủ đề bàn tán lớn của giới yêu xe trong thời gian này. Không có thay đổi lớn xảy ra ở bên ngoài lẫn bên trong xe, vì Lexus ES 2021 thực ra vẫn cưỡi trên nền tảng trước đó, tạo dấu ấn ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiếp tục là lưới tản nhiệt hình con suốt khổng lồ đặc trưng của Lexus, nhưng đã được nâng cấp lên dạng 3D trông thú vị hơn, đi kèm là khe hút gió lớn và thấp hơn trước, hai lỗ thông gió ở hai bên cũng được làm lớn hơn. Riêng ở bản Lexus ES F Sport 2021, lưới tản nhiệt và các khe hút gió được tạo điểm nhấn bằng những phần sơn đen thể thao, thiết kế lưới tản nhiệt độc đáo, tách biệt với những chiếc ES thường. Bên cạnh đó, đèn pha của Lexus ES mới cũng được đặt thấp hơn và có kích thước gia tăng. Chi tiết tách rời đèn pha của mẫu cũ đã được loại bỏ, với chùm chiếu sáng chính bên trên và dấu móc đèn LED ở dưới trên phiên bản cũ. Móc đèn LED giờ đây đã tích hợp trong cụm đèn mang đến một cái nhìn truyền thống hơn. Khách hàng cũng có thể đặt mua tùy chọn đèn pha LED 3 chùm. Gấp ngang của chiếc sedan cao cấp cũng được điêu khắc mạnh mẽ hơn với đường vai cơ bắp kéo dài lên trên và vòng qua hốc bánh phía sau. Xe được trang bị bánh xe 18 inch tiêu chuẩn mới, đặc biệt bản ES F Sport 2021 lần đầu tiên có tùy chọn mâm BBS 19 inch thể thao hơn. Ở phía sau, như các bức ảnh được tiết lộ trước đó, ES 2021 sở hữu một thanh đèn LED trải dài khắp chiều đuôi xe, bao quanh cặp đèn hậu góc cạnh ở hai bên. ES 2021 vẫn sở hữu giải động cơ giống hệt với đời cũ, với cùng các con số sức mạnh. Cụ thể, bản ES 300 cơ sở dùng động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh dẫn động cầu sau, tiếp tục cho công suất 241 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Trong khi đó, ES 300 dẫn động 4 bánh toàn thời gian có động cơ V6 3.5 lít mạnh hơn 260 mã lực và 320 Nm. Đứng đầu là phiên bản Lexus ES 350 có cả dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh với động cơ V6 3.5 lít sản sinh công suất 311 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm. Tất cả những chiếc ES dẫn động cầu sau mới đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi các phiên bản dẫn động 4 bánh sẽ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Lexus cho biết bản ES 350 AVKD có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 5,7 giây và chỉ có biến thể này mới được nâng cấp với gói trang trí F-Sport. Dù không được xây dựng trên khung gầm hoàn toàn mới, nhưng ES 2021 cũng đã được các kỹ sư làm lại kỹ lưỡng hệ thống treo nhằm mang lại cho chiếc xe cảm giác lái thể thao hơn. Lò xo cuộn mới của ES 2021 được tinh chỉnh để nhẹ hơn 20% so với phiên bản trước. Các xương đòn chữ A mới cũng nhẹ hơn 18% và thanh cân bằng nhẹ hơn 17%. Chưa hết, kích thước của ES mới cũng được phát triển với chiều dài và chiều rộng tăng 30,4mm, chiều cao hạ bớt 5mm so với mẫu xe tiền nhiệm. Những khách hàng của ES 350 F-Sport 2021 có thể đặt mua thêm gói tùy chọn Dynamic Handling với hệ thống treo thích ứng. Hy vọng rằng kích thước mới và những nâng cấp kỹ thuật mới sẽ đem lại các động lực tổng thể tốt hơn cho ES 2021. Giống như nền tảng khung gầm, nội thất của Lexus ES 2021 cũng không hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hãng xe sang Nhật Bản đã làm mới chiếc sedan cỡ nhỏ của mình với màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa. Tùy chọn là màn hình cảm ứng 10,3 inch. Xe còn có màn hình hiển thị 3 inch sau vô lăng. Một điểm khá thất vọng là bộ điều khiển touchpad của đời trước vẫn được giữ lại. ES mới được bổ sung các trang bị an toàn tiên tiến nhất từ Lexus, bao gồm Lexus Safety System Plus 2.5 với phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, hệ thống cảnh báo va chạm trước, trong khi đó hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop and Go, đọc biển báo đường bộ và cảnh báo chệch làn đường với công nghệ tập trung làn đường đều là các tùy chọn mất phí. Hiện giá bán của ES 2021 vẫn chưa được công bố, thời gian xe có mặt tại các đại lý cũng là một ẩn số.